Vâng, thầy xin chào con và các bạn. Hôm nay cập nhật giá thanh long ngày 14 tây tháng 11. Giá thanh long duy trì ở mức cao nha. Thì bên mình cố gắng mỗi ngày sẽ cập nhật giá thanh long để gửi đến cho bà con và các bạn mình nắm bắt giá nha. Tại vì hôm nay giá thanh long ruột trắng nó giảm 1.000 đồng một ký nên mình cập nhật sớm. Giá lông ruột trắng hàng đẹp 14 đến 16 ngàn, hàng sàn 11 đến 13 ngàn, hàng thường 7 đến 9 ngàn, hàng dạt 3 đến 6 ngàn nha. Giá lông ruột trắng miền Tây và Bình Thuận có thể trên lệch khoảng 2 ngàn đồng một ký. Giá lông ruột đỏ loại 1 35 ngàn, loại 2 30 ngàn, loại 3 25 ngàn, loại 4 18 ngàn, loại 5 12 ngàn, hàng nước ép từ 7 đến 9 ngàn. Hy vọng là giá long này sẽ duy trì ở mức này để cho bà con mình bước vô cái hàng đèn đầu tiên bán có giá nha. Rồi, xin chào bà con và các bạn, hẹn gặp ở video sau nha.